Ok, xin chào các bạn học sinh lớp 11. Chào mừng các bạn quay trở lại với BTD Channel. Thì tiếp tục với lại cái ví dụ ở dạng số 4 của chủ đề 1. Chúng ta đến cái bài 587. Bài 587 trang 114. Tóm tắt các bạn. Hai dòng điện vuông góc cùng cường độ Y bằng 10A. Y bằng 10A. Gọi là Y1 bằng Y2 các bạn. Cách nhau 2 cm trong không khí. Tính cảm ứng từ tổng hợp tại điểm cách đều 2 giây một đoạn 1 cm. Ok, thì này nó nói là mình xin phép sửa cái đề này lại cho nó hay ha. Thì hai cái dòng điện này mình cho là nó vuông góc với nhau và cắt nhau luôn các bạn. Vuông góc với nhau và cắt nhau luôn. Mình xin vẽ cái hình minh họa. Nếu mà làm đúng cái đề thì nó lại trùng với một câu mình định giải nữa. Nhưng thôi, vẽ hai cái dòng điện vuông góc với nhau dài vô hạn các bạn. Để vô hạn chưa, Y1 và Y2 thì mình sẽ, nếu mà cái hai dòng điện vuông góc mà nó cắt nhau á, nó cùng cắt nhau từ một điểm á, thì mình sẽ vẽ nó như thế này, vẽ cho mặt phẳng như thế này, và nó kêu là xác định cảm ứng từ tổng hợp tại điểm cách đều 2 giây một đoạn 1 cm. Đây, một điểm gì đó cách đều 2 giây. Đây này là R1 nè. Đây này là R2 nè. Đó. Cách đều 2 giây các bạn. Khoảng cách của nó tới 2 giây là bằng nhau. Vậy thì nó phải nằm trên đường phân giác tạo bởi hai cái đường đó các bạn. Đó, và nó cụ thể là nó cho R1 bằng R2 bằng R bằng 1 cm. Bằng 1 cm là bằng 10 mũ trừ 2 mét. Ok, thì bây giờ mình sẽ dùng quy tắc nắm tay phải. Ok, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn quy tắc nắm tay phải của bài 587 trang 14 các bạn. Trang 114 đó. Thì thì các bạn lưu ý là đối với dòng điện trong dây dẫn thẳng dài vô hạn thì ngón cái là chỉ chiều của nội dòng điện, chiều của dòng điện, còn cái ngón thứ khum như thế này chỉ chiều của vector cảm ứng từ B ha. Đó thì để tay của Y1 ha bạn. Rồi các bạn quay tới điểm M, quay tới điểm M. À, xoay qua điểm mà thì thấy nó đâm vô. Và đây là B1. Ok, thì đối với thằng Y2 thì các bạn cũng vậy. Đây. Đây là chỉ chiều dòng điện các bạn. Xong rồi các bạn móc lên chữ M. Thấy nó hướng ra. B2. Rồi ở đây là B1 với B2 là cùng phương cùng chiều. Thì sau khi dùng quy tắc nắm tay phải thì các bạn có được là vector cảm ứng từ do thằng 1 gây ra tại M á, nó hướng vô. Còn vector cảm ứng từ do thằng Y2 gây ra tại M á thì nó lại hướng ra. Lại hướng ra vậy, lại hướng ra chưa bạn. Và bây giờ việc đầu tiên của mình là đi tính cái độ lớn của vector của cảm ứng từ tại B1 và B2.
tháng này bằng nhau bạn, do y nó bằng nhau, r nó bằng nhau cho nên nó bằng nhau. Thì đây là 2 nhân 10 mũ trừ 7 nè, nhân cho y chia cho r luôn, bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7. Tôi ra khỏi tính các bạn, mà thôi mình tính luôn, 10 chia cho r là 10 mũ trừ 2, 10 mũ trừ 2 đảo lên là 10 mũ 3, 10 mũ 3 với 10 mũ trừ 7 là 10 mũ trừ 4 Tesla. Chưa bạn, xin giải đây luôn ha. Do cái Y1 này nè, do cái B1 này nè với cái B2 nó cùng phương mà nó ngược chiều, nên cái vectơ cảm ứng từ tổng hợp tại M này nè, nó sẽ có độ lớn tính theo công thức chiều tuyệt đối của B1 trừ cho B2, và do B1 bằng B2 cho nên cái này bằng không. Ok, mình bước tiếp theo tới cái bài, mình xin sang cái bài tiếp theo là bài 500 601. 601 trang 115. Tóm tắt các bạn, tóm tắt. Hai dây dẫn dài chéo nhau và vuông góc trong không khí. Đó, thì mình vẽ sao? Mình bày cho các bạn là mình sẽ vẽ theo vậy ha. Cái hình bên đây. Này là Y1 đi các bạn. Chéo nhau và vuông góc cho nên là mình sẽ vẽ nó Y2 nó hướng ra vậy. Chưa bạn, và nó cách nhau một cái khoảng là như đây. Đây là trung điểm của khoảng đó. Y1. Là Y1. Ok. Nó nói là đoạn vuông góc chung dài 8 cm. Thì các bạn học lớp 11 biết rồi, hai đường thẳng chéo nhau nó sẽ có một cái đoạn vuông góc chung. Đó là khoảng cách giữa đường thẳng giữa đường thẳng chứa cái đoạn dây D1 và đoạn th... chứa cái đường thẳng chứa đoạn dây D2 y Y2 chứa dòng điện Y2. Đó, thì đây là chính là cái đoạn vuông góc chung của mình đây. Gọi nó là D, khoảng cách gọi là D. Ở đây mình có D bằng 8 cm bằng 8 nhân 10 mũ trừ 2 m. Ok. Dòng điện chạy qua dây dẫn có cùng cường độ là Y1 nè bằng Y2 nè bằng Y1 bằng Y2 bằng 4 A. Tính độ lớn cảm ứng từ tại trung điểm M của đoạn vuông góc chung. Nó hỏi là độ lớn cảm ứng từ tại điểm M thôi các bạn. Cho nên là mình chỉ cần xác định phương chiều của từng cái vectơ cảm ứng từ thành phần do một gây ra tại M, do hai gây ra tại M thôi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn cái quy tắc nắm tay phải của bài 601 trang 115 nha các bạn. Thì người ta nói hai cái dòng điện nó vuông góc với nhau mà nó lại không cùng nằm trong một mặt phẳng, nghĩa là nó là hai cái đường thẳng chéo nhau trong không gian các bạn. Và cái đoạn vuông góc chung có nghĩa là cái khoảng cách giữa hai đường chéo nhau này á, nó dài, nó là cái đoạn này. Cái đoạn này là cái đoạn vừa vuông góc với một mà vừa vuông góc với hai. Ok, bây giờ cảm ứng từ tại M thì mình dùng quy tắc nắm tay phải thôi. Mình nhớ là ngón cái là chỉ chiều của dòng điện, các ngón thứ khum vậy thì chỉ chiều của vectơ cảm ứng từ của thằng một đây đập vô thằng M thì thấy nó hướng vô. Vậy là ở đây mình có, đây là B1. Tiếp theo là mình xác định của thằng 2. Thằng 2 chiều dòng điện của nó là hướng ra như vậy. Dấu chấm nghĩa là hướng ra. Các bạn móc thì thấy là cái vectơ cảm ứng từ nó hướng xuống B2. Và bạn thấy là hai ở trường hợp này thì B1
nó sẽ vuông góc với B2. Cho nên quy tắc tổng hợp là theo quy tắc hình chữ nhật hay là quy tắc Pythagore hay các bạn. Ok, thì sau khi dùng quy tắc nắm tay phải á, thì mình có được cái hình như sau. Cái cảm ứng từ do thằng 1 gây ra tại M á, nó sẽ hướng vô. Gọi là B1. Còn cái cảm ứng từ do thằng 2 á, nó gây ra tại M á, nó sẽ là hướng xuống. Hướng xuống các bạn. Hướng xuống. Và tất nhiên là hai này phải có cái mô đun bằng nhau do nó cùng khoảng cách và cùng cái cường độ dòng điện. Ok. Thì cái hình vẽ nó là như vậy. Thì mình có nè. Và đầu tiên là mình tính các B1, B2 trước ha. Ta có B1 bằng B2 bằng B luôn nè. Bằng 2 nhân 10 mũ trừ 7 y. Ở đây mình gọi là y luôn đi, bằng y chia cho r luôn. Do r1 bằng r2 do m trung điểm hả bạn, cho nên nó đều là r là d chia 2, r là d chia 2. Cho nên thằng này là y chia cho d chia 2. Và các bạn tính thì được là b bằng 4 nhân 10 mũ trừ 7 nè. Chuyển số 2 lên là 4 nhân 10 mũ trừ 7 nè. Y của mình là 4 ampere chia cho D, D là đi 8 nhân 10 mũ trừ 2. 4 nhân 4 16, 16 rút gọn 16 rút gọn cho 8 là đi 2. 10 mũ trừ 7 rút gọn với 10 mũ trừ 2 là 10 mũ trừ 5. Đơn vị là Tesla. Ok, bây giờ mình mới sử dụng hình học ha bạn. Do B1 mình thấy là B1 nó hướng vuông góc với mặt phẳng hình vẽ và nó hướng vô, còn B2 thì hướng xuống, cho nên là hai này vuông góc với nhau. B2 lại nằm trong mặt phẳng hình vẽ nên cái B tổng hợp tại M ở trường hợp này nó sẽ tuân theo định lý Pythagore, B1 bình cộng B2 bình chưa bạn, và hơn là nó bằng 2B bình. Và đây là một, thực ra nó là cạnh huyền của một tam giác vuông cân mà ơi, là b căn 2 thì nó bằng 2 căn 2 nhân 10 mũ trừ 5 Tesla. Ok, rồi chúng ta đã xong bài 601 trên 115. Chúng ta sang bài tiếp theo. Bài 603 trang 115 vậy. À, bài 602, mình xin giải bài 602. 602 trang, cho nó lên chút. 602 trang 115. Thì mình xin giới thiệu với các bạn cái dạng toán tìm cái điểm mà cảm ứng từ bị triệt tiêu các bạn. Tìm cái điểm mà cảm ứng từ bị triệt tiêu. Thì ở đây mình có hai dây dẫn thẳng dài song song trong không khí cách nhau một đoạn là 48 cm, dòng điện chạy qua hai dây cùng chiều. À, mình xin giải cái bài toán hai dây dòng điện qua hai dây cùng chiều. Đây là mình giải nè, hai dây cùng chiều, vẽ hình bên đây đi cho nó đỡ chiếm chỗ. Y1 bên đây Y2. Ok, thì mình gọi này là A đi, này là B đi. Cách nhau một đoạn là 48 cm, mình tóm tắt D là 48 cm là bằng 0 4,8 nhân 10 mũ trừ 1 ha. 4,8 nhân 10 mũ trừ 1 mét. Đây là khoảng cách là D nè các bạn. Đó là D. Có cường độ lần lượt Y1 là 3 ampere,
I2 á là 1 ampere. Tìm những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng không. B tại những cái điểm gọi là điểm M đi, bằng không. À, thì nó hỏi là tập hợp điểm M là gì? À, điểm M nó sẽ có khoảng cách ra sao? Chưa bạn. Ok thì đối với bài này thì mình sẽ giải theo trình tự các bạn, các bước từng bước một. À, đầu tiên là ta có nè, ta có B1 M cộng B2 M phải bằng vectơ tổng hợp BM phải bằng vectơ không. Từ đó ta suy ra được một cái biểu thức là B1 M bằng trừ B2 M, và từ đó suy ra được hai điều. Điều thứ nhất là B1 M nó cùng phương nhưng ngược chiều với vectơ B2 M. À, nhìn cái đẳng thức vectơ, vectơ này bằng trừ vectơ kia là cùng phương ngược chiều các bạn. À, tiếp theo là cái lấy module hai vế mình có được B1 M bằng B2 M. Đặt đây là số 1, đặt đây là số 2. Từ số 1, Mình xin hướng dẫn các bạn quy tắc nắm tay phải của bài 604 115. Thì tương tự như bài 602, thì đối với những dạng bài mà nó kêu tìm tập hợp những cái điểm để vectơ cảm ứng từ triệt tiêu tại đó đó, thì mình hãy chọn một cái điểm thuộc cái đoạn AB hoặc là không thuộc cái đoạn AB nhưng vẫn thẳng hàng với hai điểm A và B nha các bạn. Đó, để mình xét. Ví dụ mình đầu tiên mình xét ở bên trong, dễ thử điểm M trước bên trong, thì dùng quy tắc nắm tay phải cảm ứng từ do thằng I1 tác dụng lên M sẽ hướng lên đây, chỉ dòng điện hướng ra thì này móc sẽ hướng lên, đây là B1, và do thằng I2 đây I hướng vô móc nó cũng hướng lên, vậy hai này không có khả năng triệt tiêu nhau các bạn, nó tăng cường lẫn nhau. À, nó cộng nha. Đó, vậy điểm mà không thể nào nằm ở trong được, vậy nó phải nằm ở ngoài. Mà nằm ở ngoài thì nằm ở ngoài mà nó có hai chỗ ở ngoài các bạn. Một là ở ngoài mà bên đây gọi là nằm về phía I1. Hai là nằm ở ngoài mà bên đây là nằm về phía I2. Mà các bạn thấy nè, cái cường độ dòng điện á I2 lớn hơn I1, nghĩa là cái từ trường do hai tạo ra nó mạnh hơn từ trường của một tạo ra, cho nên cái điểm mà muốn triệt tiêu á thì nó phải nằm bên thằng một. À, nằm bên thằng một thì nó mới có khả năng dung hòa được. Đó. Bây giờ mình thử lại ha, thì theo quy tắc nắm tay phải đây, do thằng một tạo ra nó sẽ hướng xuống. Thằng hai là hướng vô, dòng điện hướng vô, móc M hướng lên, và hai lúc này nó bằng nhau. Đó, cho nên nó có khả năng triệt tiêu nha. Còn cụ thể nó nằm cách bao nhiêu cm thì các bạn xem cái bài giải tiếp theo ha. Mình suy ra được. Đây, bây giờ mình mới đặt thử cái điểm M ha bạn. Nếu mà mình đặt cái điểm M ở giữa thì sao? Nếu mà mình đặt cái điểm M ở giữa thì hai vectơ do một gây ra và do hai gây ra tại M nó sẽ cùng một cái phương nhưng nó ngược chiều. Đó các bạn. Thì nó có khả năng là nó sẽ triệt tiêu được hai cái vectơ. Và nhớ nha, nó sẽ triệt tiêu được khi và chỉ khi cái thằng M nó nằm ở khoảng giữa. Được chưa các bạn? Đó, tại vì khi mà nằm ở khoảng giữa thì hai cái vectơ B1 M và B2 M nó ngược chiều các bạn. Nó suy ra từ cái một mà. Và do thêm một cái nữa. Đầu tiên là M nằm giữa A và B. Nghĩa là M thuộc cái đoạn thẳng AB đó các bạn. Thuộc cái đoạn thẳng AB.
Và cái điều thứ hai là do cái y1 của bạn là lớn hơn cái y2, cho nên và cái cảm ứng từ của mình sẽ giảm theo khoảng cách mà, cho nên là nó phải nằm gần cái thằng thằng yếu, nó nằm gần thằng có dòng cường độ dòng điện yếu hơn để nó mới cân bằng được, nên M nằm gần dòng điện thứ hai. Dòng điện thứ hai thì đặt tại B cho các bạn, và cái số 1 này nó sẽ suy ra được một cái số 3 là như vậy, là AM cộng cho MB nó phải bằng cái đoạn thẳng là AB cho các bạn. Hoặc có thể nói cách khác là R1 cộng cho R2 bằng D bằng 48 cm, à, có thể là như vậy, có thể để ở cm cũng được. Rồi cái số 2 mình suy ra được gì? Cái số 2 thì là một cái phương trình vật lý, mình chỉ cần thay công thức thôi các bạn, thay công thức vô thì nó tương đương là 2 nhân 10 mũ trừ 7 nhân y1 chia cho một cách m. Đây mình vẽ m ở đây. Thì một cách m một đoạn là R1 2 nhân 10 mũ trừ 7 y2 một đoạn là R2. Vậy suy ra được là R2 của mình sẽ bằng y2 chia cho y1 nhân cho R1 bằng 1 phần 3 R1. Vậy. Rồi từ hai cái phương trình này mình sẽ từ cái hệ phương trình này mình sẽ giải ra được là số 3 là số 4. Từ 3 và 4 ha, mình sẽ giải ra được cái khoảng cách R1 và R2. Từ mình qua trang đi. Cái bài 600 bài 602 trang 115 tiếp theo. Ok, thì chúng ta sẽ thu được cái hệ phương trình đó bạn. Ta có hệ phương trình sử dụng 3 và 4 các bạn. Phương trình số 3 là R1 cộng cho R2 là 48. Và phương trình số 4 là R1 bằng nhiêu ta? 1 phần 3 R2 bằng 1 phần 3 R1. Ok, thì coi như là hai thằng này chiếm 4 phần. Tổng cộng là 4 phần. Cho nên mỗi phần là dùng phương pháp tổng gì tổng 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 tỉ các bạn. Giải ra luôn. Là cái R2 nó chiếm một phần là đi 12 xăng, còn cái R1 là nó chiếm 3 phần của 12 là 36 xăng. Chưa vậy đó. Và các bạn sẽ xác định được cái vị trí của điểm M. Vậy M nó sẽ chính xác là M nó sẽ cách thằng A đó là 36 cm và cách thằng B là 12 cm. Suy ra là vị trí của M ha. M này nó sẽ thuộc cái thằng AB nè. Nó có cái gì nữa? Có MA đó là bằng 36 cm. MB là bằng 12 cm. Ok. À, chúng ta sang bài tiếp theo. Sang bài tiếp theo ha bạn. Rồi chúng ta sang bài tiếp theo là bài 604 trang 115. Tóm tắt. Cho hai dây dẫn song song cách nhau 12 cm có dòng điện chạy ngược chiều nhau. Ok, thì cái giải ghi hình ha bạn. Hai dòng điện chạy ngược chiều nhau, gọi này là y1 đặt tại A. Y2 tại B. Các
cách nhau một khoảng là d bằng 12 cm, là bằng 1,2 nhân 10 mũ trừ 1 mét. Các bạn ok. Biết Y2 bằng 3 lần Y1. Y2 bằng 3 lần Y1. Nghĩa là nó cho Y2 bằng lớn hơn Y1 đúng không vậy? Tìm những điểm mà tại đó cảm ứng từ bằng 0, cảm ứng từ triệt tiêu các bạn. Thì M sao cho BM bằng 0. Ok, thì dẫn theo cái trình tự đó các à, bước đầu tiên là ta có là B1M cộng cho B2M bằng BM bằng vector 0. Thì từ đó các bạn suy ra được là B1M bằng trừ B2M, và các bạn có được là hai ý là một B1M sẽ cùng phương ngược chiều với B2M, và B1M bằng B2M về độ lớn, gọi số 1 và số 2. Thì từ số 1 kết hợp với hình vẽ. Mình xin hướng dẫn các bạn quy tắc nắm tay phải của bài 604 trong 115. Thì tương tự như bài 602, thì đối với những dạng bài mà nó kêu tìm tập hợp những cái điểm để vectơ cảm ứng từ triệt tiêu tại đó đó, thì mình hãy chọn một cái điểm thuộc cái đoạn AB hoặc là không thuộc cái đoạn AB nhưng vẫn thẳng hàng với hai điểm A và B nha các bạn. Đó, để mình xét. Ví dụ mình đầu tiên mình xét ở bên trong, giải thử điểm M trước bên trong, thì dùng quy tắc nắm tay phải, cảm ứng từ do thằng Y1 tác dụng lên M sẽ hướng lên. Đây, chỉ dòng điện hướng ra thì cái này móc sẽ hướng lên. Đây là B1. Và do thằng Y2, đây Y hướng vô, móc nó cũng hướng lên. Vậy hai này không có khả năng triệt tiêu nha các bạn, nó tăng cường lẫn nhau, nó cộng nhau. Đó, vậy điểm mà không thể nào nằm ở trong được, vậy nó phải nằm ở ngoài. Mà nằm ở ngoài thì nằm ở ngoài mà nó có hai chỗ ở ngoài các bạn. Một là ở ngoài mà bên đây gọi là nằm về phía Y1. Hai là nằm ở ngoài mà bên đây là nằm về phía Y2. Mà các bạn thấy nè, cái cường độ dòng điện á Y2 lớn hơn Y1, nghĩa là cái từ trường do hai tạo ra nó mạnh hơn từ trường của một tạo ra, cho nên cái điểm mà muốn triệt tiêu á thì nó phải nằm bên thằng một. À, nằm bên thằng một thì nó mới có khả năng dung hòa được. Đó. Bây giờ mình thử lại ha, thì theo quy tắc nắm tay phải, đây do thằng một tạo ra nó sẽ hướng xuống. Thằng hai là hướng vô, dòng điện hướng vô, móc M hướng lên, và hai lúc này nó bằng nhau. Đó, cho nên nó có khả năng triệt tiêu nha. Còn cụ thể nó nằm cách bao nhiêu cm thì các bạn xem cái bài giải tiếp theo ha. Thì các bạn thấy là nếu mà dùng quy tắc nắm tay phải hay kết hợp quy tắc nắm tay phải, nếu mà nó nằm ở giữa, nếu mà M nằm ở giữa thì hai cái này nó sẽ cùng phương cùng chiều chưa các bạn, cho nên là cái M này nó không được thuộc cái đoạn thẳng AB mà nó chỉ MAB thẳng hàng ha, MAB thẳng hàng, và M nó không được thuộc, nó không thuộc cái đoạn AB, M nó không thuộc cái đoạn AB. Ok, thì nếu mà nó không thuộc đoạn AB thì nó có thể nằm ở bên
lệch về phía A hoặc bên lệch về phía B. Cho nên là mình phải coi coi là thằng y nào lớn hơn. Và do y 2 lớn hơn y 1 nên nên sao? Nên cái m đó phải nằm về phía thằng nhỏ hơn, thằng có cường độ dòng điện nhỏ hơn là nằm về phía y1, nghĩa là phía A. Chưa, nó nằm bên đây, m phải nằm ở đây. Thì dùng quy tắc nắm tay phải, bạn cũng thấy được là lúc bấy giờ cái vector cảm ứng từ do thằng dòng điện y1 gây ra tại m nó sẽ hướng xuống, và vector cảm ứng từ do thằng hai nó gây ra tại m nó sẽ hướng lên và nó bằng nhau, nó sẽ có cơ hội triệt tiêu, đúng không bạn? Đó, vậy thì mình suy ra được một cái biểu thức hình học là mình có là m a mb trừ cho ma bằng đoạn ab, vậy mình suy tương đương với lại r2 trừ cho r1 bằng d bằng luôn 12, chưa các bạn, đơn vị là cm. Rồi, ok. Bây giờ từ cái ý số 2. 604 trang 115 giải tiếp theo. Thì cái ý số 2. Cái ý số 2 là B1M bằng B2M. Thì mình thay bằng công thức thôi. Đây là phương trình vật lý thay bằng công thức. Y1 chia cho R1 bằng a nhân 10 mũ trừ 7 y2 chia cho r2, suy ra r2 sẽ bằng y2 chia cho y1 nhân cho r1, thay số vô là 3 y1 chia cho y1 bằng r1 bằng 3 r1. Đây mình gọi là phương trình số 4. Từ 3 và 4 thì ta có hệ phương trình. Phương trình gì? Hệ phương trình là R2 trừ cho R1 bằng 12, và R2 gấp 3 lần R1. Đây là quy tắc tổng hiệu. Thì 4 phần chia 4 phần mà 3 3 phần trừ cho 1 phần là 12. 3 phần trừ cho 1 phần 12 nghĩa là 2 phần bằng 12. 2 phần bằng 12 nghĩa là 1 phần bằng 6. Vậy thì R1 của mình ở đây là bằng 6 cm. Và cái R2 của mình là bằng R2 của mình ở đây sẽ là 18 cm. Ok. Rồi các bạn sẽ được cái vị trí của điểm M. Vị trí của M vậy là đầu tiên là MAB thẳng hàng. M nằm về phía A. MA bằng 6 cm. MB bằng 18 cm. Đó là cái thông tin để xác định được vị trí của M. Thật ra các bạn, M trong bài 604 này cũng như là bài 602 nãy, cái M này không phải là một điểm bạn, nó là một cái tập hợp điểm và nó tạo thành một đường thẳng luôn các bạn. Nếu mình vẽ trong cái không gian với y1 y2 nằm trong cái mặt phẳng hình vẽ nha bạn. Để thử nha, y1 y2 nằm trong mặt phẳng hình vẽ nè. Y1 y2 nằm trong mặt phẳng hình vẽ là hai sợi dây dài vô hạn. Như vậy thì tập hợp những cái điểm nằm trên
Tập hợp những cái điểm M nằm ở đường này nè các bạn. Ở đường này. Chưa các bạn. Cái mà mình nhìn thấy chỉ là đây là M, đây là A, đây là B thôi các bạn. Đó, miễn sao cái M nó thỏa những cái số liệu mà mình tính ra ở bên kia. Chưa? Đó. Đây cũng là điểm M được, đây cũng là điểm M được, đây cũng là điểm M được. Tại vì nó đều cách Y1 một cái khoảng đúng bằng 6 cm. Cách thằng Y2 một cái khoảng đúng bằng 18 cm thì nó sẽ có cảm ứng từ triệt tiêu. Vì vậy thì người ta kêu tìm các điểm là đúng rồi các bạn. Đó, nó sẽ tạo ra một cái đường thẳng. À, thì cái video về cái bài tập về cái dạng 4 của mình á, thì mình hôm nay mình sẽ chỉ giải cái bài 604 thôi. Thì cái video sau mình sẽ giải những bài tiếp theo. À, cảm ơn các bạn đã theo dõi.